tiếp theo đó. Hôm đó đang quay giữa chừng cái gặp sự cố cho nên là chị dừng hơi sớm. Giờ hôm nay mình tiếp theo cái video vừa rồi ha. Vừa rồi là mình lược nè, mình lược cái nẹp nè ha, lược nẹp nút nè. Lược nẹp nút nè, hôm đó là mình lược một đoạn tới đây thôi. Rồi mình chỉ lược tiếp tục chỉ lược cho xong nè. Thì cũng cứ lược ô xung quanh y vậy thôi. À, góc thì mình bẻ góc cho nó vuông vậy thôi. Rồi mình xong cái nẹp nút mình lên tới cổ rồi xong giờ mình dặn cổ. Mình quay bề mặt lên. Quay bề mặt lên nè ha. Mình dặn một đường cổ cho đừng có giãn. Đặng chừng nữa mình vô bâu. Thì dặn cổ cũng bắt từ miếng ngoài này dặn lên. Cổ mình dặn trước khi mình may cái nẹp bên hông này cũng được, mà khi mình may xong mình dặn cũng được ha. Giờ sẵn tim đây chị dặn luôn nè, dặn cái này thì chị cứ nói hoài nè ha. Mình dặn cổ cổ áo dài ha, thì mình bắt từ cái phía thấp mình dặn lên phía cao ha. Từ đây mình lên, ở đây là gọi là phía cao rồi nè, ở dưới này thấp nè, mình dặn lên bắt cái dưới mình dặn lên nè. Mình kìm cái tay mình kìm để mình dặn cho tròn á. Mấy đứa thường là làm sai cái chỗ này nè, là thường là căng cái cổ ra gì nè, rồi cứ dặn thẳng qua luôn là cái cổ mình nó càng giãn thêm, nó mất đi cái dáng của cái cổ mình quét tròn mà. Cho nên là mình khi mình kìm ấy, là mình kìm cái tay mình kìm ở đây là nó có cái canh chỉ giãn nó thẳng qua nè, từ cái mũi kim mình nè là thẳng qua đây mới đúng canh chỉ nè. Còn nếu mình cầm lệch nó sẽ giãn nè, mình cầm lệch nó sẽ giãn nè, mình cầm ngay nó không giãn. Thành ra mình kìm ngay rồi mình may qua, nhằm một chân vịt. Nó vẫn giữ được cái dáng tròn của cái cổ. Rồi xong mình dặn nó xong rồi thì mình giờ mình cắt bỏ phần này luôn đi, phần dư của mình nè. Rồi mình dặn xong cổ áo, giờ chị lợn sẵn ở đây rồi chị chỉ cho dặn luôn cái cổ tay đi. Tại vì mình đang dặn cổ ha, mình dặn ở cổ tay luôn. Cái tay áo của mình đây. Thì mình cũng dặn từ phía bên thấp mình dặn lên phía bên cao. Bắt từ phía ngoài kèm thì cũng kèm ngang canh chỉ như vậy đó, canh canh dợt, canh chỉ dợt đó. Mình căng mạnh tay cũng được nữa, nhưng mà mình cầm cái canh chỉ ngang là nó không có giãn, nó không giãn cổ. Tí hầu như cái cổ này nè mà mình dằn không kỹ á, mình dằn nó bị cong, nó bị nhíu, nó bị đảo đảo đó, là mình vô bông nó không khéo nha. Cho nên dằn cái này kỹ mới được. Nhất là cái cổ thuyền hoặc là cổ tròn đồ này kia, mà nếu mình dặn không tròn là mình viền lên nó không có đẹp, mình dặn không đều là viền lên nó méo cái cổ, nó không có đẹp. Đây cái gì hình dáng mình cắt làm sao thì giờ mình dặn xong nó y như vậy. Mình dặn dạ cổ là đừng có cho nó giãn mà đừng cho nó rút, mà không dặn thì lại không được, không dặn là chừng nữa vô bông nó không đẹp. Là mình dặn sao xong mình để qua bên ha. Rồi tiếp theo chị hướng dẫn may cái nẹp này cho xong ha. Cái nẹp này mình mới có làm một cái đoạn cong thôi. Còn cái đường sườn bên hông này ha, còn cái nẹp bên hông mình chưa may, bây giờ mình tiếp tục cái nẹp bên hông. Mình quay bề trái lên nè. Quay bề trái lên kẻ đường phấn. Đây nè, đường phấn là lúc mình chưa được may nè. Lúc nè, lúc mình chưa được may là cái đường dấu phấn còn nè, cứ nhìn thấy nè. Đây, cái dấu ngay dấu phấn này. Tại lên tới đầu á, tính ngay dấu phấn ngay dấu đầu. Rồi xong là cứ nối xuống đúng vị trí này, đúng vị trí đường phấn từ cái nhũ mình trở xuống nè. Là nối đúng như vậy là đúng. Mình cũng cong ra 5 ly giống như hôm trước mình vẽ thân áo mình cong ra, thì cái này cũng phải cong ra y vậy nha. Gặt đường mai. Quen thì khỏi gặt, mình cong là nó ngay, còn mới thì gặt cho nó chính xác. Đây. Chiều ngang thì đã có dấu phấn này ha. Còn chiều xuống này thì tới đâu? Tới đường phấn ha eo mình đánh dấu. Đường phấn ha eo của mình là trong đây nó bay rồi, nhưng mà hôm đó là chị hướng dẫn là từ cái dấu nhấp là xuống 1,5 nè. Thì đến đây là đường phấn ha eo nè. Nè là từ dấu nhấp xuống 1,5. Là đường phấn ha eo. Mình may hút đường phấn ha eo 1 phân. Là được đường phấn ha eo tại nó bay nha. Tại nó bay phấn mâm mất rồi đó. Phấn này phấn bay mà.
đây là đường phấn hạ eo, may lố xuống một phần. Rồi bây giờ mình may thế nào? Mình cái miếng vải hôm trước là mình đã có cắt sẵn rồi nè, miếng vải này thẳng của mình nè, mình quay bề mặt lên, đây quay bề mặt lên, thân áo mình úp bề mặt xuống. Cái này là vải xuôi giống thân áo luôn nè ha, mặt với mặt úp lại, xong mình bắt đầu. Cái đường may này đừng có kéo vậy nó giãn nha, kéo vậy nó giãn nó hư nha. Để cái thân áo tự nhiên, không kéo. Hơi căng cái miếng vải nẹp chút xíu nha, hơi căng cái miếng vải nẹp chút. Hơi căng miếng nẹp. Mình để cho đúng chiều luôn ha, nó xuống đúng chiều luôn ha. Tại vì cái eo mình xuống rồi nó ra cái tùng nó phải xéo ra nè, chứ không phải là mình kéo nó gì nha, kéo gì là không đúng. Mình cứ để cái miếng vải với miếng vải phía dưới thì để tự nhiên, cái áo phía trên mình cũng để tự nhiên, thì nó có cái dốc eo vô nó ra tùng nè. Mình may vô, mình may cho tới đường phấn hạ eo. Đường phấn hạ eo cắm kim ha, rồi mình nhắc chân dịch lên, mình nghiêng qua mình may ra một phân, chứ không phải may thẳng luôn nha. Lại mối mai kế cái đường dằn của mình á, cái dải bông nhìn nó hơi khó thấy một chút. Mà cái nẹp này ở trong cái video trước của chị đó ha, cái video mà ở đầu trang á, cứ tìm xem cái cách may nẹp áo dài truyền thống đó, trên cái kênh chị có đó, thì trên đó là cái áo đó cái nó bông, nhưng mà cái áo đó cái màu sắc nó dễ nhìn hơn, dễ nhìn đường chỉ hơn, nó cũng y như cái này thôi, cách may nó cũng giống vậy thôi. Rồi sau khi mình đã may xong rồi ha, bây giờ mình cắt bớt nè, mình tề lại bớt, tề lại bớt còn 7 ly từ đường may ra ngoài, 7 ly non, 7 ly chút cũng được ha, tại vì đơm nút nhỏ thì non chút, còn đơm nút lớn á, thì cắt đủ 7 ly, tại vì nút bớt nó có nhiều cỡ chị nói đó. Xong rồi đây, cắt từ phía cái nẹp mình đã may dư lên một phân nè, từ cái nẹp của mình nè dư lên một phần. Rồi phía dưới của mình nè, từ cái chỗ lõi mối của mình nè, mình cũng cắt dư xuống một phần. Rồi mình cắt bớt cái đầu xéo này cho nó giãn gọn nè, trên đây cũng cắt bớt cái đầu xéo này một chút nè. Rồi cái nẹp của mình nè, mình cắt bớt nè, những cái phần này nè chừng nữa nó cộm là đó, mình cắt bớt nó đi cho chừng nữa cái nẹp mình, chỗ cái nhũ nè, chỗ cái nhũ này mình cũng danh bớt này ha, này ha, bớt bề trái thôi nha, cái bề mặt vẫn giữ nguyên. Rồi cái chỗ dằn tà của mình, tại cái bông này nó tiệp quá khó thấy. Đây cái đường dằn tà của mình nè ha, mình cũng gọt bớt một tí, giống như chị chỉ ở dưới cái lai đó, chừa lại 3 ly. Phía trên này thì mình gọt sát một chút, cái phía mà dính vô đường mai nẹp của mình thì mình gọt sát vô một chút, một đoạn chừng 2-3 phân ở đây thôi. Rồi mấy cái lụm dụng này mình bỏ đi. Đây bây giờ mình đã có cái miếng vải mình đã ghép vô bên hông eo áo dài mình rồi nè ha. Rồi bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho bấm một dấu ngay chỗ mà cái đường phấn hạ eo mình đó, đúng ngay đường phấn hạ eo mình luôn, mình bấm một dấu nha, bấm đừng đứt đường chỉ, bấm đừng đứt đường chỉ đây. Rồi xong bắt đầu mình may, mình cốp lên nè, mình cốp cái đầu một phân hồi nãy nè, mình cốp lên trên. Rồi giống y như mình viền vậy thôi, giống như mình viền áo kiểu của mình vậy đó. Vậy nè, cái mình cốp vô mình giống như mình viền áo kiểu của mình thôi, viền lá hạ đó. Đây mình cốp phía trên nó sẽ có cái đường viền như vậy, mình tạo cái đường viền như vậy. Ở dưới thì nó cứ còn lông bông như vậy, tại lát mình còn cong đoạn nữa nó mới xong cái nẹp. Rồi mình khi mình vẽ vô vậy xong mình tiếp tục may. Dằn trên cũng như mình viền, mà mình viền trên, may trên đường mí ha,
mình dằn trên đường mới giống như mình viền vậy đó, giống như mình viền áo kiểu vậy đó. Nhưng mà mình vẽ cho nó đúng một phân ý, 7 ly hoặc là một phân hoặc là 5 ly thì mình vẽ cho đúng chiều, đừng cho chỗ lớn chỗ nhỏ ha. Mình dằn á, là mình dằn trên cái miếng viền nha, mình mai rồi mai trên cái miếng viền, rồi cái đầu mình cũng cốp xuống nè, cái đầu còn lại mình cũng cốp xuống nè, rồi mình cốp qua nè, rồi mình cũng tạo một cái đường thẳng lên cho tới múc đường này. Đường này là đang đường nẹp nè ha, đường nẹp nút bên hông nè ha. Tới trên mình lại mối đi, cắt chỉ ra, mà tới đâu các chỉ sát tới đó nha. Rồi phần còn lại ở trong nó như vậy, mình cắt bỏ hết luôn, cắt bỏ hết cái phần dư này, cắt sát ha, sát đường chỉ, cắt kỹ kỹ nha, cái này nó dễ bị lẹm lên cái thân áo lắm nha, lẹm lên thân áo nó sẽ lủng thân áo của mình đó. Đây là đường cắt của mình, nó sát đường chỉ vậy nè, cắt tới đường chỉ luôn nè, sát bên đường chỉ luôn nè, là bề trái đó. Rồi mình vô một vòng nữa là mình làm nẹp nè. Đây chị xem này, đây cái đường mình viền mới thì đây, bây giờ bắt đầu mình tiếp tục nhú phấn nó bay nữa đó. Đây là cái đường nẹp của mình cuối cùng mình lại mối lúc nãy nè. Rồi tiếp theo là ngay đây là đường phấn hạ eo của mình nè, tại vì là nó bay phấn. Rồi bây giờ mình, cái này là cái ta mình đang dằn, cái ta mình xuống nè, bây giờ mình cốp vô. Thay vì mình lượt thì lượt xuống dưới tới lai luôn, đằng nữa mình luôn. Còn nữa chị luôn, chị khỏi lượt rồi, hồi nữa chị luôn, chị hướng dẫn luôn lên. Đây mình bẻ vô, bẻ sát vô ha. Rồi mình bắt từ cái phía dưới, bắt từ dấu phấn đầu tiên của mình. Từ dấu phấn đầu tiên mình lợi mối. Lợi mối, lợi mối ít thôi, 1-2 mũi thôi, không cần nhiều ha. Mình mai lên đến đường phấn thứ hai, mình dừng chân dịch lại, mình mai ngang qua ngang luôn cũng được mà xéo cũng được nha, nó hơi nghiêng nhìn nó nhẹ hơn, nó nhẹ nhàng nó đẹp hơn, còn nó vuông góc thì nhìn thấy nó nặng nề. Rồi mình mai ngang qua, thông thường là chị mai, nếu như mai trung bình là khoảng 2 mũi kim hoặc là hơn 2 mũi kim, 3 mũi kim, qua 3 mũi kim là được rồi đó. 3 mũi kim mà cái độ dày của chị đang mai hiện giờ là 3 mũi kim đã vô khoảng 5 ly rồi nè. Rồi mình mai tiếp theo, mai lên cho xong cái nẹp luôn. Cái nẹp này ở đây chị mai chắc cứng 5 ly, khoảng 6 ly, tại vì cái nút của mình nó có 5 ly à. Còn nếu như mua trường hợp mà mua nút 6 ly mấy đó là phải mai cái nẹp cứng 7 ly. Đây chị quay bề trái cho con nè, cái chỗ mình bắt đầu nè, cái chỗ mình bắt đầu nè, mình lên tới đây nè, rồi mình xéo vô, mình mới mai vô trong nè. Nè bề trái nè, chừng nữa mình kết nút vô đây, kết móc vô đây. Rồi xong ở trên này còn lại mình cũng bẻ vô y như phần dưới ha. Như là chị may quen á thì chị may chưa góc nó rất là vuông, nhưng mấy em may không quen chị hướng dẫn mấy em nè. May không quen ha thì mấy em cứ lượt xong rồi, lúc mà lượt xong rồi, chứ chị thì chị không có lượt đó, lượt xong rồi mấy em kết ở đầu một mối chỉ. Nè xỏ một mối chỉ. Rồi xong. Mình để im đó. Gần tới mình xỏ rồi mình để im đó. Đây mình mai thẳng lên, mình mai tới cái tới giữa cái góc như vậy, tới còn 5 ly nữa mới ra bìa, 5 ly nữa mới hết thì mình dừng kim. Mình dừng kim ở đó, mình xéo ra ngoài góc vuông, mình xéo ra ngoài. Lúc này là cái cọng chỉ này là nó phát huy tác dụng rồi nè, là mình quấn vô cái ngón tay này dễ kìm nhất. Đây là cưng để đây, là giống những ngón tay cưng đang kìm ngay cái đầu vuông đó vậy đó, nhưng mà cái ngón tay mình lớn quá mình kìm đâu được, mình phải nhờ sợi chỉ. Rồi mình mai ra tới góc vuông nè. Rồi xong mình dở chân dịch, mình xây lên, mình may một đường mí lên. Thì lúc mà mình dở chân dịch này á, thì mình cũng cầm cái cọng chỉ này đặng mình ghi phía sau tiếp đó. Đây chị may luôn ha. Tại vì á, thường á, là hồi xưa chị học á, thì cô chỉ mình á, là lót giấy ha, lấy giấy á, lót may rất là dễ. Nhưng mà cứ tưởng tượng lấy lớp giấy mình lót lên đây thì cái đường chỉ mai của mình á, nó sẽ xiết cái mối chỉ của mình, nó sẽ xiết luôn giấy, xiết luôn giấy. Khi mình xé giấy ra rồi thì cái mối chỉ mình nó sẽ bị lỏng, nó bị lỏng cái mối chỉ, nó không chặt, nó không đẹp.
cho nên là mình nên may kiểu này, đừng có lót giấy. Lót giấy là chưa bằng là cực chẳng đã mình mới lót, chứ bình thường là đừng có lót. Rồi cái này thì cứ may mí thôi, may đường này được quyền căng ha, tại vì mình ở trong mình đã may ba đường rồi, hai đường may và một đường dặn, nó đã có ba đường rồi là nó không giãn được nữa. Căng, nói căng là để căng mình may cho nó dễ chứ không phải là căng cho nó giãn nha. Rồi mình dặn tiếp tục, mình dặn lên tới trên. Chị cố tình chị may chậm. Rồi cái góc trên cũng vậy nha, mình cũng xuyên kim qua để mình căng cái góc. Chị may quen thì chị không có xuyên kim, chị may vẫn được. Còn mới thì con xuyên kim như vậy đi. Rồi con dằn lên tới trên. Nè mình giữ cái cọng chỉ này nè, cho nên là cái góc nó rất là thẳng, nó không bị quẹo. Rồi xong tới góc thì mình quẹo qua, rồi mình may đường cong kia. Hay là cứ nhìn đường chỉ đi, thấy đường chỉ không? Thấy. Nó mí, nó rất là đều luôn. Rồi tới góc này mình cũng y như vậy, mình cũng may qua. Nó có cọng chỉ đó đó, mình may nó mới đều đó. Tới góc vuông mình may trở lên, may thẳng lên luôn, may ra ngoài luôn. Đây chị rút chỉ cho coi. Rồi cưng kiểm tra cái góc vuông này coi, đừng may cái góc vuông này coi. Thấy không? Dạ. Vuông tuyệt đối luôn. Rồi xong tiếp theo. Bây giờ thân trước mình đã xong rồi đó, giờ mình còn luôn nữa là xong rồi đó. Xung quanh mình đã làm xong hết rồi. Nếu như mà mấy em là làm mà kiểu như có thời gian mà kiểu như làm xong cho hoàn thành cái áo luôn, thấy luôn á, thì cứ làm. Còn nếu như thường là ít có thời gian á, thì mấy em cứ ráp từng thân như vậy nè, là đem đi luôn. Yeah. Mình vừa giữ em bé, mình vừa làm công chuyện khác, mình vừa tiếp khách, mình vẫn luôn được. Mình luôn một thân xong rồi mình hạ tiếp tục mình làm cái thân khác, nó đỡ mất thời gian. Yeah. Còn nếu như mình có thời gian thì mình ngồi mình làm một lèo một luôn cho xong luôn. Rồi tiếp theo ha, tiếp theo nữa là chị hướng dẫn thân sau. Thân trước mình làm xong rồi, thân sau thì chị, thân sau chị cũng nói rồi ha, thân sau thì y như thân trước luôn, mình dằn tà giống thân trước. Rồi mình lượt tà đây nè, chị dằn chị lượt rồi nè. Yeah. Rồi xong cái tà mình cũng lộn y như thân trước. Cái lai nè, cái lai áo á, mình cũng lộn góc, mình cũng lượt sẵn bằng mình luôn ha. Yeah. Còn nếu chạy tà thì mình cứ chạy, hay là mình trang trí cách nào đó, xe lai cũng được nữa nha. Nhưng mà xe lai thì nhìn nó không có giá trị thủ công, cho nên là chị luôn không à. Rồi ben thì mình có đường phấn rồi thì mình cũng nhấn ben. Đây nè, ở đây chị nhấn ben rồi luôn rồi nè. Thì cứ nhấn men bình thường thôi, tại có đường phấn rồi. Thì mấy em nào mà chưa có xem cái kênh của chị thì quay vô xem áo bà ba đó, nó cũng có chị nhấn từng ly từng tí. Thì cái men nó rất là dễ, thì có phấn rồi mình cứ nhấn theo thôi. Thân sau mình đã làm tạm xong ha. Bây giờ tiếp tục là chị hướng dẫn ráp cái giặt con vô. Ráp cái giặt con, cái giặt con này ráp vô đâu? Thì mới là xã rất là lộng cộng, không biết ráp vô đâu. Bây giờ chị hướng dẫn là thân trước mình có rồi, thân trước mình làm xong rồi, thì bây giờ chị hướng dẫn là ráp vô thân áo luôn. Rồi chị hướng dẫn ráp giặt con cho nó dễ hiểu. Bây giờ cái nẹp nút mình đã chọn nam tả nữ hữu, mình làm nẹp nút bên tay phải mình rồi, phải không? Cái nẹp nút bên tay phải mình đã làm hoàn thành rồi. Yeah. Thì chỉ còn lại một bên duy nhất là tay trái thôi. Yeah. Thì bên duy nhất còn lại thì mình sẽ ráp như thân sau. Yeah. Rất là dễ, mình chọn cái bên còn lại của thân trước nè, mặt dưới mặt ấp lại, mình lấy thân sau, thân sau rồi bề mặt quay lên, rồi mình ấp bề mặt của thân trước xuống, hai bề mặt ấp vào nhau. Rồi cái phần bên đây mình đã làm nẹp nút xong, thì còn một bên duy nhất thì mình cứ ráp cho thân sau thôi, khỏi tính toán gì hết. Ráp rồi ráp từ đâu thì cũng y như bên nẹp nút của mình, cũng ráp ngay đường phấn hạ eo, từ đây xuống đây là 1,5 là ngay đường phấn hạ eo mình, tại vì phấn trắng nó bay á. Rồi mình cũng ráp như thân mới thì vậy, đây tự dưới ráp lên. Lời nói nha, rồi mình ráp lên tới trên. Cái đường này thì cũng bằng đường mai bên kia, chị quên gạch đường phấn là tại chị mai chị không gạch riết, chị quen á, thì mai y như đường mình chữa như mình mai bao nhiêu. Rồi tới đây là chị nói là cái này nè, là hôm hổm lúc cắt chị có nói đó, là chị không chịu là cắt cái hạ eo này nó sệ quá, nhưng mà có nhiều bạn thích mặc hạ eo thấp, hạ eo sệ á,
thì mấy em cũng vẫn cắt hạ eo trung bình cho chị, rồi muốn sợi thì mấy đứa em may xuống thêm, may xuống thêm nè, là may tới đây, thay vì tới đây là trung bình nè, mình muốn sợi thì mình may xuống thêm. Yeah. Chứ mình đừng có gạch cái đường hạ eo sợi, nếu gạch được hạ eo sợi thì cái chỗ nhỏ nhất nó sẽ nằm như là mình ráp đúng theo cái cách mà cắt mà hạ sợi là chỗ này nó bị túm vô nè. Yeah. Cái chỗ nhỏ nhất mình giờ xuống đây nó sẽ túm ngang cái này bụng của mình. Yeah. Còn mình may xuống tới đây rồi mình may lại ra theo cái này thì mặc dù cái eo thấp nhưng mà nó vẫn đủ ngang này bụng mình, nó không bị xiết. Rồi cái phần này thì mình ráp từ eo mình ráp dài lên tới kích là tới nách, đằng mình ráp mình vô tay nè. Ở trên nó bằng nè. Mình cắt đúng là mình để tới đâu nó bằng tới đó à. Mai còn một phân nha, còn một phân lợi mối nha, nè cứ nhìn nè, còn một phân là mình lợi mối cắt ra chứ mình không có mai tuốt nha. Nè mình mai còn một phân mình lợi mối lại, đầu chưa tới, chưa khít lại nè. Yeah. Để cho người ta mặc nó đừng có bị cấn, nó đừng có bị cấn, đừng bị cọn gì hết. Đây nè, đừng vấn hại eo phía sau còn nè. Nè mình mai tới vấn hại eo nè. Yeah. Rồi đừng nói không, mình ráp xong thì mình đã chọn được phía bên mình ráp cho thân trước rồi thì cũng còn duy nhất một bên còn lại thôi. Yeah. Bên kia đã nạp nút rồi, bên đây đã kết với thân sau rồi thì thân sau còn bên thừa thôi. Thì bên thừa này là mình lụm cái này mình ráp vô nè, mình lụm cái da con này nè. Nè mình lụm da con rồi ráp vô. Thì da con này nè, thì cái da con này nè là cái này nè. Da con thì cái này là cái cổ nè. Cái là cái nách nè. Yeah. Thì cái nách thì còn lại phần này phần eo thì mình ráp đường eo này vô. Đây ráp phần eo này vô. Đây cái thân này là cái eo nè. Nè, hai cái eo mình ráp lại, mặt dưới mặt úp lại. Ráp tiếp. Mình chọn từng bên mình ráp đầu tiên làm nẹp trước. Nẹp trước xong, cái mình còn dư một bên thân trước đó, mình còn một bên, cái mình lấy thân còn bên còn lại mình ráp cho thân trước, thân sau. Cái thân sau mình ráp bên cho thân trước rồi thì lại còn lại một bên mình may cái nẹp vô. Rồi cái nẹp này thì Cưng cũng may đường may y như cái đường may lúc nãy chị may. Đường may hai phân. Bắt ở trên mình so xuống cho nó bằng. Rồi xong mình cũng ráp từ hạ eo lên. Rồi cũng còn một phân lợi mối. Lúc nãy chị định là quay cái áo cổ thuyền có dây kéo, chị định quay cái đó trước nhưng mà chị nghĩ là không được, làm rồi bỏ cù làm khúc rồi sợ mấy em nó thấy lung tung. Đây mình đã ráp xong rồi nè, rồi nó dư phần dưới nè. Yeah. Bây giờ mình có phần dưới lên luôn. Đây cái phần dưới nè, cái đường may này thì một lát nữa mình ủi mình sẽ chẻ hai đường may phía bên thân trước cho thân sau dính lại nè. Còn đường may phía bên cái nẹp nút phía bên đây thì phía bên cái giặt con nè là mình không có chẻ hai mà mình bỏ qua thân áo luôn. Bởi vì sao mà mình bỏ qua thân áo là tại vì chừng nữa lát nữa mình đâm nút lên. Mình đâm nút lên. Thì mình bỏ tất cả qua bên thân áo để cho bên thân áo nó có ba lớp vải nó dày để mà đâm nút lên cho nó đẹp. Rồi bỏ qua thân áo hết toàn bộ. Đây bỏ qua thân áo hết rồi còn dư như thì mình cốp lên. Nè. Rồi cốp lên mình may luôn một đường. Để mình cố định nó lại. Ráp quen là làm nhanh lắm tại vì chị hướng dẫn chậm đó. Rồi mình cốt lên thừa nhiêu là mình cốt, mình thừa cái này là cái phần hôm đó nhấn nhũ nè. Thân trước mình đo theo thân trước đó, thân trước nhấn nhũ còn này không nhấn nó thừa nè, là mình cốt lên. Mình cắt chỉ bỏ. Xong giờ mình đi ủi ha. Còn một đường nữa chị may luôn đi. Tính để vô bầu hả may luôn nhưng mà thôi bây giờ mình may trước luôn đi. Đây là như vậy. Thân sau mình nè. Đây. Giặt con nữa nó nằm vô đây. Thân trước mình đắp qua nè, thằng mình gãy nút vô nè. Đó. Đây nè. Là bây giờ mình kết cái đầu này tới đâu? Thì hôm đó mình chừa hai phân nè Phúc. Nhớ không? Nhớ mình cắt cái nẹp này mình chừa hai phân không? Thì bây giờ mình kết vô hai phân nè. Để mình kết hai phân vô sẵn nè, đặng chừng nữa mình vô bâu. Tới mí nè, giáp mí lại nè. Mình vô bao còn mình gài nút. Yeah.
bây giờ bên đây còn lại là cái nẹp mới thì mình đã ráp xong, mình mang ngang đây xong rồi, bây giờ còn đầu trên nè, nè còn đường phấn còn nè, mình cốt vô luôn 2 phân, hôm đó mình chừa 2 phân thì giờ cốt vô 2 phân, mình chừa bao nhiêu mình cốt nhiêu, nhưng mà ở đây thì mình muốn cốt một lớp thì đúng vô 2 phân, còn muốn cốt 2 lớp thì mình cứ cốt đôi thôi, chị là chị thích cốt đôi hơn cho nó đứng ngay chân cái cổ này đặng mình ôm nút á, cho nó đứng cổ, thành ra chị cốt đôi. Quay bề này lên mai cũng được nha, quay bề mặt cũng được, chị thì chị quen chị quay bề kia chứ chị không thích quay bề này, nhưng mà bề này cho mấy em dễ thấy, mình cứ cốt sẵn, tại vì bữa đó mình chừa ra bao nhiêu thì giờ mình cốt vô bao nhiêu, lỡ thiếu giải thì mấy đứa cứ chừa nhỏ lên chút, mà lỡ dư giải chừa nhiều lên chút, mà thường là chừa như vậy là chị thấy nó vừa mắt lắm, nếu chừa lớn quá cái nó mặt nó thô. Đây mình đã làm sẵn rồi nè ha, rồi bây giờ mình đi ủi cái cổ này, mình dằn luôn cũng được ha, hồng vô bao quá mình dằn luôn cũng được, không dằn cũng được, tại này nằm bị trái, nhưng mà mình dằn luôn thì nó dễ, cái đó nằm bề trong mà, cái nhầm khi chị cũng thấy vậy, nó không có giảm nhiều chị cũng không thèm. Nè lúc nãy chị định là quay cái áo này nè, cái áo này là cái áo này đứng đá, cái áo này là mai cổ thuyền chị kéo hông. Ở đây là chị tự đính này luôn ha, chị tự làm này luôn. Bông này thì mình đi mua cũng có, mà mình tự thiêu cũng được, mình thiêu thì mình thiêu thủ công thì nó hơi lâu, còn mình mua bông về mình gắn thì nó mau hơn. Mình làm theo ý khách thì có khi khách người ta nhỏ người thì mình làm theo ý khách thì nó đẹp hơn, còn nếu như mà mình mua ngoài chợ người ta kết sẵn cũng đẹp lắm. Cái áo này là cái áo người ta kết sẵn này nha, còn cái áo chị kết thì nó nhỏ nhỏ hơn, với lại chị kết thì chị thích kéo cái đường này nó dài hơn, mặc nhìn cho nó ốm hơn. Cái áo này thì cái áo người ta kết sẵn nè, đây cái áo này cũng vậy nè, cái áo này người ta kết sẵn nè, cái này thì cũng mai có bâu nữa nè. Đẹp đấy. Ừ, mấy cái này dễ mai lắm. Chị cho con ủi nóng. Chua là con ủi. Em thấy cái màu hồng này với cái, nếu mà phối với cái quần này màu đây này, cái quần đó là mình phối cho nó tiệp với cái nha, cái hoa văn ở trên á, cái này là phối nè. Còn cái áo này thì cho cái cô này, cổ không có thích màu, cổ không thích màu mè, cô này thì mình chọn dễ cho cô này, thì cô này cổ thích là nó tiệp thì mình lấy cái quần phi để cho nó sáng lên một xíu. Còn cô này thì cô thích tiệp hơn. Cái này cũng là áo dài nè, cái này cũng là áo dài nè, áo dài lụa nè, cái này cũng là áo dài nè, cái áo dài này cho các mẹ nè. Trời ơi thôi đi, áo dài mệt xỉu luôn. Giờ trong khi chờ bằng ủi nóng, đây nè áo dài Tết nè. Nguyên bộ nè, áo dài Tết nè. Trời quá trời. Cái này là tại vì nó chị hẹn trước hết rồi. Đây cái này cũng áo dài Tết nè, nguyên bộ nè. Ôi biết chừng nào chị làm xong. Cái ở đây là áo dài nè, có áo sẵn nữa, cũng cùng bông này luôn, một bộ dài một bộ sẵn. Đây cũng áo dài nè, áo dài này mai lên thấy cưng lắm nè. Áo dài này là mình mai rẻ tà, chừng nữa mình mai rẻ tà là hai tà nó rời nhau. Đây cái này là lót nè, lót bên đây nè. Nè cái này để lót nè, lót là mai rẻ tà nè, nó rất là mỏng. Ôi chị mai biết chừng nào cho xong nè. Mấy cái màu đồng, mấy cái màu này nè là còn áo dài không? Nói áo dài không mà cũng nhóc hết trơn à, chưa tính áo khác nữa, quần khác nữa. Làm riết muốn điên luôn. Rồi bây giờ chị ủi ha. Nè trước tiên mình bắt bên này mình ủi qua. Mấy cái này thấy nó vậy chứ, nhưng mà phải ủi hết nha, không ủi cái nó phập phồng nó không đẹp. Rồi tới tiếp theo cái thân áo mình ráp với cái nẹp nè. Mình ủi qua. Ủi qua thân áo. Đó, mình ủi sát qua thân áo luôn. Ben mình đã ủi rồi, còn cái cù chưa ủi. Khi mà mấy em may rành á, thì mấy em may xong cái áo luôn, ủi luôn cũng được. May mà khéo rồi là xong cái áo luôn, nó vẫn mướt. Còn mới thì chịu khó ủi từng đoạn như vậy ha. Chị thì mai xong rồi chị ủi như thế luôn. Rồi đường mai này là ủi chẻ hai, nhưng mà trước khi tôi muốn chẻ hai nha thì cũng phải cho qua trái rồi cho qua phải,
rồi mới trẻ hai, nó mới sắc xảo được. Quần hay là đồ sơ mi hay là cái gì mấy cái món khác cũng vậy, chứ tụi cưng đừng có ủi lớp lớp, nó không đẹp. Rồi giờ tụi còn cái nẹp của mình ha, cái nẹp thì thường chỉ phải xài gối. Đây cái nẹp thì ủi về trái chứ, cái nẹp này nãy chưa luôn nha, chút luôn sao. Mình ủi luôn trước thì mình ủi nó sẽ dễ hơn, mà giờ lỡ ủi rồi. Nè cưng chú ý nha, ủi là mình đặt theo được đường cong của, đường cong của nẹp mình cong như thế nào thì mình đặt như thế đó, chứ tụi cưng không có được mà lôi thẳng ra ủi nha. Nó mất dáng. Mình phải để cong theo đúng dáng ban đầu của mình. Cái này chị làm, cái này chị hay có giỡn với mấy đứa, nói chị hay có giỡn với mấy đứa đó, kiểu giáo dục á, làm nghề may á, làm thật sự là yêu nghề may, ai mà yêu nghề may á, thường là tính tình không có thích ngang bướng. Cưng thấy đi, nó cong theo đâu mình phải theo đó đó. Mình phải nhường nó hả hết, chứ mình nếu mình không nhường là cái áo mình nó sao không đẹp. Một chút xíu mình cũng phải có ý mình cho nó đúng chiều nữa nè. Còn nếu như mà mình lôi nó theo ý mình là sẽ không còn là cái áo đẹp nữa. Bây giờ mình ủi cái nẹp đã định hình được rồi, mình lấn sâu trong thân áo. Rồi xong mình quay bề mặt lên. Cưng thấy cái nẹp nó thẳng tuyệt đối không? Yeah. Nó không có chỗ để mà queo đâu. Rồi khi mà mình đơm nút lên á, mà nếu nhìn không kỹ không bao giờ biết áo dài mình đơm nút. Nhìn vô là cứ nghĩ là cái áo dài mình may da kéo rồi nó cắt á. Gì mới ăn tiền được. Cái này chị chưa có rút chỉ lược nha. Thông thường là mấy đứa cưng luôn xong, mấy đứa cưng ủi xong mấy cưng rút chỉ lược, lúc này là rút chỉ lược để nó ủi đường này là xong luôn. Nó còn chị tài nãy giờ chưa có luôn, hồi chị luôn chị rút sao. Mà nhớ lược là lược chỉ trắng nha, tại chị lược chị dạy và chị lược chỉ màu đó. Rồi cái nẹp xong nè, chị hướng dẫn ủi cái dòng cái đường đắp lăng này nha, chứ không phải là mình ủi như vậy là xong nha. Đây cái đường đắp lăng của mình nè, để chị để phía dưới đi cho dễ hình dung. Đây cái đường ráp lăng của mình nè nha. Nếu như mà không khéo á, là mấy đứa em sẽ ủi vậy, nó sẽ giãn cái nè, cái đường ráp của mình nè. Không có ủi như vậy, có nhiều bạn dắt sổ nó sẽ bị lẹm á. Thành ra mình phải ủi lại cho nó thẳng. Thì cưng sẽ sắp thân áo cũng như y như cái dáng ban đầu của mình nè. Nè hiện tại nó đang bị giãn nè, thấy không? Dắt sổ bị lôi nó giãn nè. Nó nhảnh nè. Thì cưng bắt từ phía trong này. Cưng kéo ngang theo cái dải dệt của mình. Cái canh dệt của mình luồn ngang cái thẳng băng rồi thôi, nó không giãn nữa. Rồi cái tay cũng vậy, cái thân cũng sao cũng vậy. Nè chị trải ra cho coi, chứ không phải là ủi cái đường may là xong đâu. Nè hiện giờ nè chị kéo cái đường may của mình đúng rồi, đây nè. Đó cưng thấy không, cưng thấy nó đang bị giãn không? Nó giãn rất là nhiều. Mà nếu như cưng để đại và cưng vô tay nó sẽ không khớp. Cưng nè, cái canh giải là canh giải dệt, là từ đây ngang qua đây là canh giải dệt ngang nè. Canh này là canh xuôi nè. Thì bây giờ mình đặt cái bằng ủi thẳng bên này, mình kéo ngang. Mình kéo ngang, mình nương tay nha, là mình định hình lại y như lúc ban đầu của mình cắt nè. Sau này mình vô tay nó mới đẹp. Rồi bên đây cũng vậy. Mà mấy đứa cưng nên á, nên là trước khi cắt áo dài đi ủi gốc dải trước đi. Cho nó rút đều đi, rồi mình hả cắt. Mà cắt xong dắt sổ xong, mai nếu xiên thì vẫn phải ủi lại cái công đoạn này nha. Đây là nó, cái nào nó cũng phải bị giãn, tại dắt sổ dễ xéo mà. Mình phải chỉnh nó lại hết. Còn quen tay thì khỏi, như là mấy đứa em mà may quá lành nghề thì khỏi. Như chị thì chị không cần ủi cái này, chị đi may được. Trừ như cái nào dắt sổ xấu quá chị mới làm. Nè cái này cái nẹp sau của mình nè. Cái nẹp giáp cái thân sau đó, đây. Nút thì chừng nữa mình đơm từ cái dấu này nè, đơm lên. Nè, nẹp nút khi cưng may xong nha. Nè, khi cưng may xong nè, đo cái nẹp nút ngay cái đường ráp của mình nè.
theo đường ráp, tại vì hồi mình còn vô tay nữa. Đây mình đo lên nè, nó hụt so với cái nẹp nè, 2 phân là ok. Cái này là hơn 2 phân, tại vì hồi mình vô bao rồi còn 2 phân. Khoảng 1 phân 7 là vừa lắm, tại vì sao? Chừng nửa cưng đơm nút, cưng căng cái này ra, cưng đơm thì nó mới ôm cái dòng này lại, mặt nó mới siết cái dòng đó. Nó không có bị, nó không có bị phiều. Còn mai xong mà cái này với cái này mà bằng nhau là sai đó nha. Mai xong cái nẹp nút nó phải ngắn hơn cái thân áo một chút xíu, ngắn hơn cái giặt con một chút xíu. 1/7 đó. Nè cứ nhìn chị căng lên. Mặc lên cái ngực nhô lên nó là vừa đó. Rồi cái này là mình xong cái này ha. Rồi tiếp tục nữa là mình làm cái lai tai luôn, để mình lát nữa mình vô tai. Thì bây giờ mình ngưng cái video này đi. Rồi cái tay nó còn dài lắm.